Để không khí lớp học của chúng ta ngày hôm nay trở nên vui vẻ và hào hứng hơn, sau đây cô mời cả lớp đứng lên, chúng ta cùng vỗ tay và hát theo bài hát tiếng Anh. Với sự trìu mến của bà,
đã dạy con bao điều hay. Con mong được bao dung như bố, đã luôn ở bên hỗ trợ con và dịu dàng như mẹ. Con tin. Nếu con chăm chỉ và nỗ lực hết mình, con sẽ có một tương lai tươi sáng và là niềm tự hào của cả gia đình. Đó là mơ ước chưa được thực hiện của một học sinh xuất sắc. Hãy đội mũ bảo hiểm để không phải hối tiếc. Bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng để bảo vệ chính mình. Mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn chất lượng là mũ có dán tem hợp quy CR, mũ có cấu tạo 3 lớp, vỏ mũ, lớp xốp hấp thụ xung động, lớp hút và quai mũ. Mũ bảo hiểm giả mạo sẽ không có những yếu tố này. Hãy lựa chọn kỹ khi mua mũ bảo hiểm và chỉ mua mũ đạt chuẩn chất lượng. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng để bảo vệ chính mình. Là chưa đủ để chúng ta đội mũ bảo hiểm đúng cách. Vậy chúng ta cần
chưa? Bằng cách là cài khoai, chúng ta phải cài vừa với đầu của chúng ta, không quá chậm, không quá lỏng, sao cho chúng ta có thể cho hai ngón tay vào được vừa với cằm. Vậy là chúng ta đã được đúng cách rồi đấy. Sau đây cô mời cả lớp cùng đọc lại cho cô đội mũ bảo hiểm đúng cách như thế nào. Cả lớp đồng thanh đọc cho cô. Bạn Tiền không? Chào.
đạt chuẩn, vừa ngỡ đầu, cài quay đúng quy cách và nhớ nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện. Cả lớp cùng đọc to cho cô ghi nhớ nào. Cách đội mũ bảo hiểm như thế nào là an toàn. Cả lớp có đồng